Xin chào anh em, chào mừng anh em đến với mục soi kèo bóng đá hôm nay. Soi kèo Liverpool với Fulham 21 giờ ngày 3 tháng 12 năm 2023, vòng 14 ngoại hạng Anh. Sau 4 vòng đấu liên tiếp chỉ toàn hòa và thua, Fulham đã tìm lại niềm vui nhờ thắng lợi nghẹt thở 3-2 trước Wolves. Khi mà sức ép đã phần nào được giải tỏa, Fulham tràn đầy quyết tâm hướng đến một kết quả khả quan trong chuyến làm khách của Liverpool vào cuối tuần này. Thế nhưng ngay cả khi đã toàn thắng kèo châu Á 7 lần gần nhất đụng độ đề cóp, Fulham có lẽ vẫn khó tránh khỏi kết cục bi thảm tại ở màn đọ sức sắp tới. Sở dĩ nói vậy là bởi, Fulham mùa này thường tỏ ra vô cùng yếu đuối mỗi khi giáp mặt các ông lớn trong nhóm Big Six. Ngoại trừ trận hòa Arsenal, thầy trò huấn luyện viên Marco Silva đã trắng tay và toàn thua kèo châu Á ở những cuộc đụng độ Man City, Chelsea, Tottenham và Man United. Cũng cần phải nói thêm, 3 trên 4 thất bại của Fulham có tỷ số cách biệt tối thiểu 2 bàn. Do đó, sẽ chẳng ngạc nhiên nếu đội bóng thủ đô London trở thành miếng mồi ngon cho Liverpool. Nhận định trên càng thêm phần củng cố bởi Liverpool luôn vô cùng đáng sợ khi được chơi tại thánh địa Anfield. Mới đây trong trận đấu thuộc khuôn khổ vòng bảng Europa League, đoàn quân của huấn luyện viên Jurgen Klopp đã dễ dàng vùi dập LASK Linz 4 bàn không gỡ để ghi tên mình vào vòng 1/8, đồng thời nối dài thành tích toàn thắng trên sân nhà mùa này lên con số 10. Trong 10 lần đón khách vừa nêu, quỷ đỏ vùng Merseyside đều giành chiến thắng với cách biệt từ 2 bàn trở lên. Tuy nhiên, Fulham hiểu rất rõ sức mạnh của Liverpool khi thi đấu trên sân nhà là như thế nào, khả năng cao Fulham sẽ chơi phòng ngự thực dụng. Với kèo châu Á Liverpool chấp 1.75, anh em cân nhắc kèo dưới. Chốt kèo châu Á, Fulham được chấp 1.75 Fulham. Một giây quảng cáo. Nếu anh em đang có nhu cầu chơi thể thao mạo hiểm thì có thể dành chút ngân sách đăng ký chơi ở Việt 138 đang có chương trình khuyến mãi 10% một lần nạp mỗi ngày. Tặng 50% cho thành viên mới tại thể thao, slot, casino lên đến 1 triệu đồng, tỷ lệ hoàn trả cao. Tặng 100k khi đăng ký và liên hệ với chăm sóc khách hàng. Khuyến mãi 150% dành cho tân thủ. Link đăng ký ở phần mô tả. Kể từ sau trận thua Real Madrid vào ngày 22 tháng 2, Liverpool đã biến Anfield thành pháo đài bất khả xâm phạm với chuỗi 18 trận bất bại liên tiếp, trong đó bao gồm tới 16 chiến thắng. Ở 5 cuộc chạm trán Fulham gần nhất trên sân nhà, Liverpool cũng có đến 4 lần được ca khúc khải hoàn. Tóm lại, rất khó để Fulham có thể tạo nên cơn địa chấn trong bối cảnh Liverpool vẫn đang duy trì được sự ổn định gần như tuyệt đối tại Anfield. Chốt kèo châu Âu, Liverpool thắng. Trong 10 trận sân nhà ở mùa giải năm nay, Liverpool chưa từng ghi dưới 2 bàn thắng và có tới 8 lần ghi được từ 3 bàn trở lên. Phía bên kia chiến tuyến, Fulham sau 10 cuộc viễn chinh gần nhất đã chỉ tịt ngòi vỏn vẹn 2 trận. Với phong cách thi đấu cống hiến của Liverpool cùng hiệu suất ghi bàn ổn định trên sân khách của Fulham, nhà đầu tư có thể trông đợi vào một trận cầu mãn nhãn. Tuy nhiên, khả năng cao Fulham sẽ chơi phòng ngự chủ động trước Liverpool, với kèo tài xỉu 3.25, anh em cân nhắc cửa xỉu. Chốt kèo tài xỉu 3.25 chọn xỉu Fulham. Dự đoán tỷ số Liverpool 1 Fulham 0. Chúc các anh em may mắn. Like và subscribe để ủng hộ kênh, cũng như xem những video soi kèo bóng đá mới nhất nhé!